Hello, chào các bác nhá. Hôm nay Sơn sẽ quay cho các bác xem về cái bộ sập thờ bằng gỗ lim. Cái bộ sập thờ thông thường thì sẽ làm bằng ván khuôn tranh như cái bàn này. Nhưng mà cái bộ sập thờ hôm nay Sơn quay cho các bác xem ấy được làm từ mặt nguyên khối các bác ạ. Dày 6 phân. Và cái bộ này nó quá nặng luôn. Nếu tính ra là cái bộ sập này nó còn khủng, kinh khủng luôn. Lúc đầu Sơn nghĩ là nó sẽ bộ sập thờ thì nó nhìn đơn giản bình thường thôi. Nhưng mà đến khi mình làm xong rồi các bác ạ, chân của nó to đùng, chân của nó to lắm. Nói chung là chân đấy vuông 14 như vậy. Còn cái mặt sập ấy là dày 6 phân, dài 2m17, rộng là rộng 1m17 hay là 1m2 gì đấy. Nói chung bộ này khủng lắm các bạn. Lúc đầu mình cứ nghĩ là đơn giản, xong cuối cùng làm lên xong rồi mới kinh. Và bây giờ Sơn sẽ dẫn với các bác đi xem, bởi vì xưởng của mình ở đây chật quá. Thế nên là ấy, Sơn mà gửi hàng xuống dưới kia để cho anh em thợ ở dưới đấy họ hoàn thiện cái lớp sơn. Còn xưởng của mình ở đây thì làm mộc các bạn. Bây giờ Sơn sẽ cùng với các bác đi xuống dưới đấy xem ở dưới đấy tình hình anh em ở dưới đấy thế nào các bác nhá. Xin mời các bác. Ôi mát quá. Công an đấy hả? Đâu? Biết rồi. Mẹ nó phạt 500 nghìn một mũ. Thỉnh thoảng trên chỗ Sơn ra công ghế mà kiểu mình hoàn thiện không kịp đấy các bác. Mang xuống đây cho anh em họ hoàn thiện hỗ trợ ở đây. Bởi vì nếu mà mình làm hết mọi thứ nhiều khi đơn hàng gấp, đặc biệt là những cái dịp Tết khó mà kịp được. Nên là anh em phải giảm tải ở dưới này. Anh em dưới này thì họ chuyên gia công các bác ạ. Chuyên gia công các cái sản phẩm ghế. Có cái mẫu này này. Mẫu này Sơn ít có chia sẻ về cái mẫu này, bởi vì mẫu này nó đắt tiền. Mẫu này là tựa liền này, ván liền này. Tựa liền, ván liền, rất đắt. Mẫu này rất đắt tiền, bằng gỗ đỏ nize các bác nhé. Bằng gỗ đỏ nize, toàn bộ gỗ đỏ nize. Ghế này thì thường họ làm bằng gỗ đỏ nize, bởi vì cái vân nó không cần quá đặc sắc như kiểu là ba chi hay là gỗ kia. Bởi vì cái này nó chỉ là chủ yếu là về độ cứng thôi, còn vân bình thường không cần vân quá nhiều, ở ghế là mặt nó nhỏ mà đâu cần vân nhiều đâu các bác. Đấy, dòng này là tựa thì tựa làm 4 phân, tựa làm 5 phân các bác ạ. Cái mặt ghế này cũng làm 5 phân luôn này. Mặt ghế này cũng làm 5 phân luôn này. Chân là chân 10. Chân 10 nhá. Chân ở đây là đục ấy. Xem đục kiếm họa tiết gì, đục là đục hoa lá tây. Nhưng mà đây là đục búp măng hay sao ấy. Đây là búp măng. Và cái này nó nhìn giống bánh cái bánh mà bán cho mấy em ăn mà cái bánh ốc ấy, ốc sắn, bánh mì ốc sắn ấy các bác. Để bút măng mà nhìn giống cái bánh mì ốc sắn các bác. Nhìn cũng hay phết. Rồi. Đây là yếm của nó, yếm là yếm khá rộng nhỉ các bác này. Yếm này 8 phân đấy. Yếm này chắc phải 8 phân. Ván đây ván dày 2 phân các bác. Ván yếm này dày 2 phân. Chân là chân 10 các bác nhá. Chân thì to khổng lồ luôn. Uốn này. Nhìn cái độ uốn của nó cong kinh khủng luôn các bác. Cái dòng này uốn cong dã man luôn này. Thực sự đây không phải là cái ghế để đơn thuần để ngồi. Nói chung cái này nó thể hiện đẳng cấp thật, đẳng cấp nhiều đấy các bạn ạ. Không phải đơn giản là cái ghế để ngồi các bạn. Nếu mà cái ghế này có điều kiện mà đục hai mặt nữa thì ngon. Đục mà đục hai mặt nữa thì ngon các bạn. Đây là đang đục một mặt. Nếu mà đục hai mặt này thì đẳng cấp. Nhưng mà tom gỗ nhìn đằng sau này là nhìn thấy rõ nhất rồi các bạn. Tom gỗ của gỗ nize đó. Tom gỗ của nize. Thằng nize này nó cứng. Gỗ này nó cứng hơn thằng ba chi nhiều. Có điều vân của nó chưa bằng ba chi à? Gỗ này đúng là nize đấy. Đấy, rất rất ok các bác nhá, nặng lắm. Để xem anh khoảng bao nhiêu ký. Cái này nó lại rơi vào tầm khoảng 30 ký. 30 ký, nặng hơn cái bình nước. Cái bình nước mình ôm nặng khoảng 20 ký. Cái này nặng hơn bình nước chút. Khá nặng. Ok. Rồi, trong quá trình chờ đợi anh em hoàn thiện cái sập thờ thì quay cho bác xem một tí này nữa, để đến chiều xuống quay tiếp các bạn. Đi đây. Ok, xong rồi đây các bác này. Hồi sáng là vẫn chưa xong nhưng mà bây giờ xong rồi đây này. Bây giờ dát vào cái bộ rồi nhìn nó có vẻ nhìn hợp lý hơn các bác kìa. Các bác nhìn thấy bộ này thế nào?
chân này so với chân của Sơn này các bác này. Vẫn hơi bị to đấy con. Đó nhá, nói chung là ván này, nói chung rất khỏe. Cái này thì đóng mà không kêu gì nào các bác này. Đóng vào này, nghe không có tiếng động gì luôn. Ôi cười, mic nó ở đây mà. Nên là các bác chất lượng thu thích thật. Với cái dòng nó dày ra thế này, nhìn chất lượng các bác ạ. Ôi. Cái này là mai mốt phải bắn vít hoặc là tán đi đây. Các bác này, thấy ok không? Họa tiết nhìn cũng rất là bài bản, các bác thấy không? Toàn bộ những cái họa tiết này được chạm khắc rất là tinh xảo, kỹ luôn này, các bác này, kỹ luôn này. Đấy, đường nét cũng rất là thẳng thắn, nói vuông vắn ở đây. Đấy, đây có họa tiết này. Và đây bên dưới này cũng đều chạm khắc rất tinh xảo như này, bằng chất liệu gỗ lim. Nhưng mà cái vấn đề nó là liền các bác ạ. Tất cả cái này nó là liền, nó đẹp tuyệt vời luôn đấy. Phần mặt này thích hợp. Tất cả các bác nhìn đấy, phần tiếc là trời mưa lại không lên bóng được. Các bác, quá đẹp luôn. Rất tuyệt vời. Và một cái bộ nhẹ để sân đo cái kích thước các bác nhá. Ở bên dưới luôn các bạn. Nhiều khi là các bác sợ là ở dưới thì mình sẽ đưa những cái phần xấu vào. Thì đương nhiên là ở dưới xấu đẹp, nó không đẹp bằng phần mặt tiền là cái sắc rồi. Nhưng mà vấn đề là ở đây mặt dưới cũng vẫn rất ok các bác thấy không? Mặt dưới cũng vẫn rất đẹp các bác nhá. Nhìn mặt dưới rất ổn luôn. Nói chung nhìn rất ok các bác này. Toàn bộ rất ổn. Đấy. Toàn bộ mặt dưới nói chung nhìn rất tuyệt vời. À ở đây nó cũng bị hơi bị vỡ ra đây tí à. Các bác này. Đấy, một cái bộ sập như này thì các bác thấy là chất lượng của được đánh giá như thế nào? Các bác comment ở bên dưới. Đấy, có bác nào có mong muốn sở hữu những bộ như này thì liên hệ Sơn nhá. Thực sự đây là bằng gỗ lim thôi. Chứ cái này mà làm bằng gỗ có đỏ thì thôi chắc đắt tiền lắm các bác ạ. Một bộ sập như này bằng gỗ lim ấy các bác ạ. Thì Sơn đang đóng cái bộ như này là trị giá 45 triệu các bác nhá. 45 triệu cho một cái bộ sập như này. Quan trọng là ván mặt liền. Quan trọng nhất là ván mặt liền các bác ạ nhá. Đấy, bác nào quan tâm thì để lại inbox cho Sơn nhá. Có gì thì liên hệ trực tiếp với Sơn qua số điện thoại Zalo. Đấy, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nhá.